Hello, thì là xin chào mọi người. Quý vị biết quyển sổ này không? Hôm nay Tina sẽ có một cái nhân duyên đọc vài thứ ở trong này. Đây có lẽ là một video clip mà các vị Phật muốn gửi thông điệp đến với quý vị. Và Tina chỉ là một cái kênh dẫn thôi. Tina chỉ là một kênh chia sẻ để cái thông điệp có thể đến với quý vị. Sẽ có nhiều người có thể nói là cái này chỉ là một cái sự ngẫu nhiên. Nhưng thưa quý vị, làm sao mà có thể ngẫu nhiên được tới 8 năm trời? Làm sao mà nó có thể ngẫu nhiên được 3 năm trời trong cả cái quá trình Tina làm cái YouTube? Tina trải nghiệm tới đâu? Tina tu tập đến đâu? Tina chia sẻ với quý vị đến đó. Và ngày hôm nay Tina rất là vui. Chắc là trong cái clip này Tina sẽ xúc động hơi nhiều, nhưng Tina sẽ cố gắng để không có bị quá xúc động để Tina còn có thể nói chuyện. Sau khi Tina tu tập 2 năm thì Tina có nghĩ trong cái tư tưởng của Tina thôi. Tại chi ở Việt Nam có một cái nơi nào đó để quý vị có thể có cái cơ hội tiếp cận với Phật giáo Mật Tông Kim Cương Thừa. Tina suy nghĩ là nếu mà Tina là một người đại gia giàu có, chắc Tina sẽ muốn làm điều đó. Tina muốn chứng minh cho quý vị biết là cái sức mạnh ý tưởng, sức mạnh mong muốn từ trong con người chúng ta đều rất rất lớn. Cái quan trọng đó là quý vị bỏ cái niềm tin vào đâu, cái sự mong muốn vào đâu, và cái cách suy nghĩ của mình nó như thế nào. Tina nghĩ rằng Tina không phải là người duy nhất mà có một cái ước mơ giống như vậy. Mà Tina nghĩ đây là cộng hưởng năng lượng, mơ ước của nhiều người. Trong cái thế giới hiện nay, khi mà tâm linh bị thái hóa, con người chơi với và không có chỗ nào để bám víu vào. Chúng ta cần cái tâm linh để chúng ta có được một cái nơi nương tựa. Đối với những người trẻ, trong một cái thế giới vật chất hiện bây giờ, tiền tài nó rất quan trọng. Cái sự thành công trong sự nghiệp nó rất quan trọng. Sự xinh đẹp rất quan trọng. Và như vậy á, nếu như chúng ta nói họ là hãy tu đi, sửa sai đi, họ sẽ không tu. Tại sao phải tu? Tại sao tôi phải tu? Tại sao tôi phải sửa sai? Và họ không biết rằng á, khi mà họ sửa sai á, là chính là tu. Và khi họ sửa sai và tu thì cuộc sống của họ sẽ được hành thông. Họ sẽ được tất cả những gì họ mong muốn, từ xinh đẹp, từ tiền tài, tất cả đi trực tiếp sâu vào những điểm yếu của con người và lấy cái đó làm chất liệu để mà mình chuyển hóa nội tâm và nhận thức. Tại sao mà tông có thể mạnh? Tại vì chúng ta có thể nương tựa vào cái nguồn tha lực. Mình đạt được tất cả những gì mình mong muốn, từ tiền tài, từ việc xinh đẹp, từ việc trí tuệ, từ việc sức khỏe, tất cả mọi thứ, chuyển hóa nghiệp. Và mình vẫn có thể có cái mầm móng, những cái gieo duyên ở trong cái tâm hồn mình để mà mình đi tới giải thoát cuối cùng một ngày nào đó, hay một kiếp nào đó. Vậy là chúng ta sẽ có hai thứ. Trong cái thế giới vật chất này, thế giới này, chúng ta sẽ có tất cả những gì chúng ta mơ ước. Và sau đó, chúng ta được bonus thêm sự giàu có, sự xinh đẹp, khỏe mạnh, an nhiên tự tại, hạnh phúc, gia đình ôn hòa. Tina sẽ chia sẻ về một cái
tâm thư mà Tina đã từng đọc một lần, nhưng Tina nghĩ rằng rất nhiều người chưa có nghe. Và nó cần được nhắc lại. Tina sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay. Quý vị cố gắng nắn lại hết video clip này, vì video clip này rất quan trọng đối với quý vị. Ngày 7 tháng 1 năm 2017. Đây. Quý vị thấy không? Đây, ok. Trong vô thức đến 70%. Lúc đó đó là Tina chỉ lắng nghe cái nguồn năng lượng nó đi thông qua mình và đưa cái thông tin gì. Và sau đó đó là mình sẽ ngồi mình viết lại để mà mình không quên. Khi mà cái nguồn năng lượng này á, nó đưa thông tin cho mình vẫn biết, mình vẫn nhận dạng được là có một nguồn năng lượng trí tuệ khác đi thông qua người mình để đưa ra thông điệp. Hỏi rằng có phải đây là trí tuệ của chính mình không? Thì Tina nói không, đây không phải là trí tuệ của chính Tina, mà đây là trí tuệ của các vị đã giác ngộ, các vị vũ trụ, Bồ Tát, Phật, I don't know, ai muốn gọi nó là cái gì cũng được. Không điều gì là không thể. Quý vị nên nhớ rằng không điều gì là không thể. Và cái chuyện hôm nay Tina sẽ kể cho quý vị, nó sẽ là cái minh chứng cho cái việc đó. Không điều gì là không thể. Những điều lớn cũng có thể xảy ra. Và những cái ước mơ của quý vị, dù nhỏ hay dù như thế nào đi nữa, nó vẫn có thể xảy ra khi quý vị biết cách. Không điều gì là không thể. Ta sẽ chứng minh rằng sức mạnh của ta vô biên bằng những điều kỳ diệu không thể tin được. Ta sẽ diệt bản ngã, tức giận, vô minh, ghen ghét, và ta chuyển hóa thân người này thành hoàn chỉnh. Ta sẽ diệt bản ngã, tức giận, vô minh, ghen ghét. Tại sao? Tại nếu như mình vẫn có cái này trong mình không có cái cách nào có được cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy, khỏe mạnh, xinh đẹp và giàu có. Bạn có thể giàu có, nhưng bạn có thể sẽ bệnh tật. Vì quý vị đi đến cái sự giàu có bằng con đường sai trái, bằng con đường tối tăm, xấu xí. Ok. Chúng ta phải diệt được cái bản ngã, tức giận, vô minh, để mà cái nguồn năng lượng, trí tuệ nó có thể bước vào. Ok. Ta sẽ chuyển hóa thân người này thành hoàn chỉnh, với vô số khả năng không thể tin được. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một cái khả năng đặc biệt gì đó mà chúng ta không tin là mình có cái khả năng đó. Ai cũng có, và quý vị cũng có. Và họ, một nguồn năng lượng vô hình tướng, có thể dẫn dắt và chỉ cho bạn biết bạn đặc biệt ở đâu, để bạn có thể sống được cuộc sống thật là ý nghĩa, hạnh phúc, mang lợi ích cho mình và cho người. Ta sẽ thực hiện trọn vẹn những ước mơ để chứng minh cho tất cả về sức mạnh của ta. Tina đọc lại nhé. Ta sẽ thực hiện trọn vẹn tất cả những ước mơ để chứng minh cho tất cả về sức mạnh của ta. Quá rõ ràng. Quý vị muốn gì? Hãy mơ ước cho đúng cách, đúng kiểu. Sức mạnh từ lòng yêu thương và từ bi diệt hết tức giận, ghen ghét, bản ngã, diệt hết để trở thành bất diệt. Tina đọc lại. Sức mạnh từ lòng yêu thương và từ bi diệt hết tức giận, ghen ghét, bản ngã, diệt hết để trở thành bất diệt. Khi quý vị không còn cái bản ngã,
không còn cái sự tức giận, không còn cái ghen ghét, đố kỵ. You are untouchable. You becoming untouchable. Không ai có thể chạm đến bạn, không ai có thể làm tổn thương bạn. Cái sự tổn thương nó đến vì quý vị có bản ngã. Khi một người nào đó chê bai quý vị là chê bai cái gì? Chê bai quý vị nghèo, xấu, lùn, cao quá, mập quá. Tất cả những cái này á, nếu như quý vị có bản ngã, quý vị sẽ bị tổn thương. Khi quý vị không có bản ngã, ai chê cười cũng được, ai comment xấu cũng được, ai nói mình thế này thế kia thế nọ, mình cảm thấy không có vấn đề gì cả. Vì mình không còn cái bản ngã. Không còn cái bản ngã, mình không bị tổn thương. Khi không bị tổn thương, mình luôn luôn được hạnh phúc. Khi mình hạnh phúc, sức khỏe luôn luôn có. Khi sức khỏe luôn luôn có, chúng ta có thể làm được rất là nhiều điều cho chính mình và cho những người xung quanh, cho người thân và cho xã hội. Những ước mơ của bạn được ta thực hiện, và bạn sẽ thực hiện mong ước của ta, mang lại trí tuệ cho nhiều người khác, giúp cho ta thực hiện ước nguyện, giúp người người trở nên hoàn chỉnh, xóa vô minh thế gian và đưa về với sự thật bản chất. Khi viết xong lời này, con bướm chính thức rời xác. 8:28 cũng là lúc cây nhang vừa tàn. Cái này thì Tina sẽ không đi sâu vào cái việc đó. Lúc đó nó có một cái con bướm ở trong nhà Tina, một con bướm rất đặc biệt, và nó mất lúc 8:28. Cùng kê nhang khi mà nó tàn, thì cái bức thư này nó được viết ra trong cái lúc đó. Tina mong muốn đọc lại từ đầu cho tới cuối cho quý vị một lần nữa. Không điều gì là không thể. Ta sẽ chứng minh rằng sức mạnh của ta vô biên bằng những điều kỳ diệu không thể tin được. Ta sẽ diệt bản ngã, tức giận, vô minh, ghen ghét, và sẽ tạo và sẽ chuyển hóa thân người này thành hoàn chỉnh với vô số khả năng không thể tin được. Ta sẽ thực hiện trọn vẹn những ước mơ để chứng minh cho tất cả về sức mạnh của ta. Sức mạnh từ lòng yêu thương và từ bi, diệt hết tức giận, ghen ghét, bản ngã, diệt hết để trở thành bất diệt. Những ước mơ của bạn được ta thực hiện, và bạn sẽ thực hiện mong ước của ta, mang lại trí tuệ cho nhiều người khác, giúp cho ta thực hiện ước nguyện, giúp người, giúp đời trở nên hoàn chỉnh, xóa vô minh thế gian và đưa về với sự thật bản chất. Rồi, một thông điệp rõ ràng đến với quý vị. Bây giờ Tina sẽ nói về cái sự vi diệu từ 8 năm nay cho đến ngày hôm nay á, là nó thành hiện thực. Khi chúng ta có một cái mơ ước, và đây là cộng nghiệp, một cái ước nguyện, ước mơ của rất nhiều người, để chúng ta có một cái nơi chúng ta có thể trở về, có một cái miền nào đó để chúng ta trở về, miền trở về. Tina không thể nói được là Tina là một người đặc biệt gì cả, mà Tina ước mà nó thành được một cái sự thật lớn như vậy. Tina chỉ nói rằng khi quý vị muốn có một cái hình ảnh gì nó xuất hiện trước mặt quý vị, thì nó sẽ xuất hiện trước mặt quý vị. Cách đây nhiều năm, khi Tina có cái ước mơ là nếu mà mình là đại gia thì mình sẽ làm một cái chùa như vậy. Đó là một cái ước mơ, và nó thoáng qua thôi. Thoáng qua một cái suy nghĩ như thế. Và cách đây 2-3 năm, cách đây 2 năm, vô tình Tina đi qua
ở trên cái khu Đà Lạt đó, chỗ Đông Dương. Tina thật sự phải nói thú thật, Tina đi xem đất. Tina đi coi đất, mà Tina khi đi xem đất á, thì Tina có cái flying cam này, một cái bí mật của những người ấy, đi mua đất như Tina. Tina đi coi đất là Tina có flying cam để Tina bay lên và Tina sẽ xem á, ở cái khu đó dân cư nó như thế nào, đất đai ở đó sao, nó có hồ nước hay không. À, nó có những cái cầu gì không, rồi nó có mở đường hay không, vân 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 vân. Mình thấy một cái khu nhìn nó giống như chùa, một cái khu gì đó mà đang xây mà Tina không biết nó là cái gì. Thì tới đó Tina gặp ông chú bảo vệ, Tina mới hỏi chú bảo vệ là cho con đi lên xem ở trên đó nó có cái gì. Thì ông mới nói là không được, chỗ này không ai được lên, chỗ này đang xây và chưa có xong và còn lâu mới xong. Nhưng mà cái lúc này mình vẫn chưa thấy có cái gì đặc biệt lắm, vì thật ra là mình đã quên rằng có cái ngày đó, giờ đó, tháng đó mình có một cái ước nguyện như vậy. Nếu như cái này nó hình thành được thì bất kỳ cái gì nhỏ 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 nó đều hình thành được hết. Thế là cái bữa đó là Tina đi về và cũng quên cái chuyện là nó có một cái chùa Mật Tông gì ở trên đó. Bẵng đi một năm sau thì Tina nhận được một cú điện thoại và Tina được mời làm đạo diễn cho một số cái phim, cho cái opening. Lúc đó Tina vẫn chưa có nhận lời để làm cái công việc này, tại vì Tina nghĩ là nếu mà nó không đủ nhân duyên đó, thì mình sẽ không làm được đâu. Và nếu như Tina không cảm nhận được cái gì ở nơi đó đó thì Tina cũng sẽ không có làm, tại vì cái kiểu của Tina nó là như vậy. Một đó là nó là nhân duyên của mình và mình phải làm cái này. Hai, nó không phải là nhân duyên của mình sẽ nhường cho một người khác. Thì cái đợt đó khi Tina lên đó, Tina mới nói chứ cách đây một năm đó, mình muốn lên đây thì ông bảo vệ không cho mình lên. Bây giờ nó bắt đầu hình thành rồi, tự nhiên người ta gọi điện thoại cho mình, mời mình lên để mình khảo sát cái khu vực đó, xem mình có thể hợp tác với người ta để làm đạo diễn cho những cái bộ phim không, sản xuất những cái bộ phim cho họ không. Nhân duyên là sao mà đưa đẩy cho Tina quay cái dự án này. Và Tina lên đó rất là nhiều lần. Tina bắt đầu quay từ cái lúc đó, mà nó vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn chỉnh, chưa hoàn thành. Và về đêm á, khi Tina đi trong cái khu khu này, Tina nhìn mấy vị tượng lớn á, Tina không thể hiểu là tại sao cái này lại có thể mọc ngay trước mặt mình. Mình đang đứng ở đây và cái chùa này nó mọc ngay trước mặt mình, trong khi đó mình không cần làm bất kỳ một cái gì, mình cũng không cần phải là một người đại gia nữa để mà mình làm, người khác làm rồi, người khác làm cho mình rồi. Đêm về đêm, về đêm ở trong cái chùa đó không có ai. Tina lang thang giữa một cái khu mà mây nha quý vị, mây nó lang thang ngay tại chỗ đó luôn. Mây, cục mây nó đi qua mặt mình vậy đó, chúng nó vi diệu không thể tả được quý vị ạ. Tina mới nói là tôi đang đứng ở cái cõi thiên hay là tôi đang đứng ở đâu đây, tôi đang đứng ở một cái cõi nào đây, đây không phải là cái cõi mà tôi hay sống
hàng ngày nó khác, nó thần tiên gì đâu á, quý vị hiểu không? Cảm giác nó lâng lâng, cái kiểu mình không biết mình đang ở đâu, tôi đang ở đâu, tôi là ai, tôi đang làm gì ở đây, tại sao tự nhiên tôi có mặt ở đây, không hiểu. Đến khi mấy ngày sau mình quay xong về, thì thật ra là mình cũng quay rất là nhiều ngày, rất là nhiều lần, rất là nhiều đợt. Tại vì nó cũng theo cái tiến độ, tiến trình xây của cái chỗ này. Xong thì cái đợt cuối cùng này này, khi mà nó gần hoàn thành này, thì mình ngồi đó, cũng ngồi một mình thôi. Tina thích ngồi một mình, Tina không thích ngồi hai mình hay mấy mình á, Tina luôn luôn ngồi một mình á, phải chiêm ngưỡng á, là tại sao nó mọc ra như vậy. Cách đây 8 năm á, cái mà Tina nhìn thấy trong cái tư tưởng của Tina, nếu như Tina là đại gia mà Tina có thể làm được, Tina sẽ làm như thế nào ta? Thoáng qua nó hiện ra, thoáng qua nó hiện ra chính xác cái nơi mà nó hiện ra ngày hôm nay ở Something Hills Đà Lạt. Drigung Kayu Something Linh Việt Nam Something Hills Đà Lạt. Cái địa chỉ nó là ở thôn Cam Bút, xã Tu Cha, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Yes, Tina rất là ngu, mấy cái địa chỉ Tina không bao giờ nhớ. Tina chỉ biết là Something Hills Đà Lạt thôi. 27 tháng 2 năm nay sẽ bắt đầu khánh thành. Tina nghĩ là cái ngày khánh thành là cái ngày trọng đại, ngày quan trọng nhất mà Tina nói thật sự. Nguồn năng lượng hội tụ rất lớn. Tina nói thật nhá, chỉ có trong cái lúc mà Tina quay thôi, tượng ngài vô lượng thọ này, Tina nói thật, mấy chuyện này cũng không dám bịa đâu. Lúc mà Tina bắt đầu quay thì khi mà mọi người làm cái lễ để đặt cái cây cột trụ như trong cái xương sống của cái bức tượng, bỏ những các cái bịch, những các cái bao, những các cái thuốc bỏ ở trong cái tượng, và cái cây cột trụ nó dài lắm, nó bự lắm, ngài rất bự, thì Tina thấy được khi họ bỏ cái cây cột trụ vô, cái nguồn năng lượng nó lớn vô cùng, vô cùng. Nó là một nguồn năng lượng yêu thương, từ bi, trí tuệ ngoài trái đất. Loại năng lượng này không có mặt ở trên trái đất, ngoài trái đất nhập vô. Nếu như trong cái lúc quay thôi, nhân dịp cái cây cột trụ bỏ yêu trong thân ngài mà cái nguồn năng lượng đã mạnh như vậy, vậy thì Tina không biết là cái ngày mà khánh thành, cái nguồn năng lượng nó sẽ bự cỡ nào, nó mang lợi lạc cho quý vị khán giả như thế nào. Đây là một cái tin, một cái thông điệp dành cho tất cả những người mà thật sự hữu duyên và có một cái phước để mà lên đó. Tina cũng đang xin cho Tina 369 chỗ, cho 369 người nào mà không có cái khả năng kinh tế để mà ăn uống trên đó, để mà ở trên đó, để quý vị có thể ở free. Và Tina cũng muốn nhấn mạnh là 369 suất này dành cho những người đang thiếu thốn kinh tế. Cho nên á, những người nào á mà có kinh tế, nhường
những cái chỗ này á, cắt cái chỗ này, nhường cái chỗ, nhường những cái vé này cho những người còn thiếu thốn mà không có cái khả năng để mà chi trả những cái chi phí đó, để mà họ cũng có cái cơ hội lên đó, vì chính những người này cần phải có mặt ở những nơi như thế này. Thì ok, đây là 369 tấm vé mà Tina sẽ xin. Tina sẽ để ở trên cái trang Facebook của Tina. Nó sẽ có cái code, nó sẽ có cái mã code Tina 369 gì đó. Tất cả những cái thông tin Tina sẽ để trong phần mô tả description ở trong YouTube. Bye bye mọi người. Trigun Kayu Samtaling, Việt Nam.